Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Tuổi đã già và sức đã yếu, nhưng ông cụ Tô Vĩnh Thọ, 78 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang, vẫn cố gắng mỗi tháng 2 lần thuê xe ôm, chở theo 200 kg xoài lên thành phố Hồ Chí Minh để bán. Ngày ông chỉ ăn bánh mì, tối ngủ vỉa hè để có tiền nuôi người vợ mắc bệnh. Ông Thọ chia sẻ, cuộc đời ông nhiều lam lũ, đến nay ông vẫn trồng xoài, trèo cây, hái trái đem bán. Bán ngoài chợ quê không bù nổi công sức bỏ ra chăm, ông bà dìu dắt nhau đem xoài lên thành phố Hồ Chí Minh bán đã gần 20 năm. Tuy nhiên gần 10 năm nay, bà bệnh không thể giúp ông làm việc nặng. Thương vợ, ông Thọ cũng cắt luôn cái đuôi, không cho bà theo lên thành phố. Thế rồi cái nghèo lại thêm eo, ông vay ngân hàng để có tiền đầu tư cho mấy gốc xoài của mình. Nhưng đến nay vẫn chưa thoát khỏi vòng quay nợ nần. Tuổi cao, sức yếu, vợ bệnh, số nợ ngày càng cao khiến ông tất tả mưu sinh. Hàng ngày ông quần quật ngoài vườn cuốc đất, xới cỏ, hái quả. Hết việc trong vườn, ông tranh thủ chạy xe ôm. Bữa cơm của ông chỉ thường là cơm trắng chan nước mắm, nước tương. Khổ là thế nhưng ông không bao giờ để bạn đời của mình phải rơi nước mắt. Ông yêu bà từ thời còn trẻ, thời còn sức lực, cả hai cùng nhau làm thuê. Thế rồi vợ bị bệnh, trăm nỗi khổ đổ dồn về phía ông. Dẫu vậy ông vẫn không một lời than trách, nặng nhẹ với bà. Thời điểm bà bị bệnh, một mình ông đưa rước bà đi thăm khám. Dù ở bệnh viện hay ở nhà cũng một tay ông săn sóc và lo lắng thuốc thang cho vợ. Biết kinh tế eo hẹp, ông chủ động tiết kiệm, ăn uống đạm bạc nhất có thể. Khi đi bán xoài, không có mặt vợ, ông chỉ ăn bánh mì trừ bữa. Khó khăn là vậy nhưng mỗi khi về bên vợ, ông luôn tươi cười, không khi nào để vợ nhìn thấy nét mặt buồn bã và bi quan. Ở tuổi 80, ông vẫn nắm tay vợ, âu yếm nhìn bà và quyết tâm cùng nhau vượt qua bệnh tật. Ban ngày ông Thọ làm vườn chạy xe ôm, tối đến ông lại vào hiên nhà ngủ. Ông nằm mình trần dưới nền gạch tàu cũ, không giường chiếu và gối chăn. Ông không ngủ trong nhà mà nhường lại chiếc giường cũ cho vợ nằm. Khi được hỏi, ông cười, nhà trống toang hoác, ngủ ở trong hay ngoài thì cũng như nhau. Tôi ngủ ngoài hiên để canh kẻ xấu trộm gà, vịt và xoài. Một lần khi đang lầm lũi bán xoài ngoài vỉa hè, ông Thọ gặp chị Hạ Âu, một người khách ghé mua và ngỏ ý muốn được lắng nghe câu chuyện đời của ông. Xúc động trước câu nói của ông, tôi ăn bánh mì để bớt tiền, đỡ bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tiền đó tôi để lo cho vợ uống thuốc. Chị quyết định chia sẻ trường hợp của ông lên mạng xã hội. Ngay sau đó nhiều người đã tìm đến mua xoài cho ông. Có người còn quyên góp ủng hộ ông một số tiền lớn. Chị Hạ Âu cũng xin địa chỉ và trực tiếp về Tiền Giang để thăm, hỗ trợ ông Thọ. Tại đây chị đã rất xúc động vì tình cảm ấm áp của hai ông bà. Bên cạnh đó còn có rất nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp số tiền để giúp đỡ cho ông bà. Tính đến nay số tiền quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Nhìn lại câu chuyện tình đẹp như cổ tích của hai ông bà, ta chợt nhớ đến câu hát được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ông bà anh yêu nhau từ thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau từ thời chưa có xe hơi. Đúng là ở người già, ngoài trải nghiệm sống đáng quý thì họ còn có một tình yêu đáng ngưỡng mộ mà bao người trẻ cần suy ngẫm. Rất vô cùng kính nể người đàn ông bản lĩnh như ông Thọ. Ở tuổi gần đất xa trời, chân đã yếu và tay đã run, ông vẫn luôn cố gắng lao động miệt mài để kiếm tiền chữa bệnh cho bạn đời, để duy trì sự tồn tại của một gia đình nhỏ bé. Vậy mà ở ngoài xã hội kia, nhiều thanh niên trai tráng có đủ điều kiện lại siêng ăn nhác làm, thậm chí còn đổ lỗi cho vợ con cho sự thất bại yếu kém của mình. Có người thậm chí còn đòi ly dị khi biết bạn đời bị bệnh vì sợ hãi bị liên lụy, sợ mang gánh nặng vào thân. Thế mới nói, dù hoàn cảnh của ông Thọ tuy nghèo khó, nhưng bản lĩnh của ông lại khiến chúng ta nể phục gấp bội lần. So sánh với những kẻ nhiều tiền mà bạc tình bạc nghĩa thì sống như ông Thọ mới xứng đáng là nam nhi. Bên cạnh đó, câu chuyện của ông còn cho chúng ta thấy một khía cạnh nhân văn của xã hội. Ở đó có tấm lòng tử tế của chị Hạ Âu và hàng trăm sự giúp đỡ hỗ trợ của các nhà hảo tâm khi biết câu chuyện này. Ước gì ai cũng như họ, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Đừng thờ ơ và vô cảm thì những trường hợp khó khăn sẽ được nhiều người biết đến và được lan tỏa nhiều hơn. Ở góc độ cá nhân, có lẽ tôi yêu thích tình yêu ngày xưa hơn bởi nó giản đơn và bền chặt hơn ngày nay nhiều lắm. Chúng ta dễ dàng say đắm một người lạ mới quen vài ngày rồi đổi thay với người đang cận kề êm ấm. Chỉ ân cần lúc mới yêu rồi chán trường là điều hết sức bình thường sau vài tháng. Tình yêu của mấy chục năm về trước như ông bà mình lại chẳng cần hẹn ước xa vời.
và cũng chẳng cần đưa nhau đến đất trời Âu Á, chỉ là thương rồi về thưa ba má, sao cho sớm được chung một nhà. Ông câu cá, bà làm rau, cứ thế bên nhau mãi về sau như vậy. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.